Để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021, chiều nay quận Sơn Trà tổ chức gặp mặt tặng quà số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhập ngũ năm nay. Đồng thời, tổ chức sinh nhật cho các thanh niên nhập ngũ có ngày sinh trong tháng 2. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận động viên các thanh niên an tâm tòng quân, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời hỗ trợ cho gia đình neo người, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mong các đồng chí trong môi trường quân đội chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực hết sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao phó. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ trang trọng, đã tạo không khí phấn khởi trong thanh niên địa phương hăng hái lên đường nhập ngũ.